xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về các yêu cầu nhập học chương trình thạc sĩ tại đất nước Singapore và cơ hội việc làm của các bạn sau khi học thạc sĩ tại đất nước Singapore như thế nào. Thì đối với chương trình thạc sĩ tại Singapore thì không yêu cầu đầu vào, và tuy nhiên thì cũng sẽ tùy trường, thì mỗi trường cũng sẽ có những cái mức yêu cầu khác nhau. Nhân đây thì Tân Đại Dương xin đưa ra một số trường cụ thể, ví dụ như là tại Đại học James Cook ở Singapore. Đây là trường của Úc và trụ sở tại Singapore, thì trường nằm trong top 4% các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo đánh giá và xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải 2010-2011. Thì yêu cầu đầu vào cho khóa thạc sĩ của trường đó là các bạn có thể tốt nghiệp bất kỳ văn bằng cử nhân nào, cộng thêm IELTS là 6 chấm hoặc là TOEFL là 550. Và đối với những bạn chưa có IELTS hay TOEFL thì các bạn cũng có thể yên tâm, thì trường luôn có khóa tiếng Anh dành cho bạn nếu như các bạn chưa đủ trình độ tiếng Anh đầu vào của chương trình chính. Nếu có kinh nghiệm làm việc thì các bạn sẽ được trường ưu tiên hơn, nên bạn đừng quên kèm theo bản kinh nghiệm làm việc của bản thân nhé. Và các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương sẽ nhắc nhở các bạn trong vấn đề này. Thì khi một điều lưu ý đó là khi các bạn làm hồ sơ du học Singapore chương trình thạc sĩ thì các bạn sẽ không yêu cầu cung cấp điểm GMAT. Và về vấn đề việc làm thì theo như chia sẻ của một số sinh viên đang theo học tại Singapore của công ty du học Tân Đại Dương, thì đối với những bạn học chương trình thạc sĩ thì các bạn cũng có thể xin được việc làm tại Singapore. Một số du học sinh của Tân Đại Dương khi mới học tiếng Anh tại Singapore cũng đã được việc làm, đã tìm được việc làm trước và kết hợp với đi học thạc sĩ. Đây cũng là một sự lựa chọn có thể sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian và có thể tiết kiệm thêm về chi phí sinh hoạt. Với bằng cấp quốc tế và kiến thức mà các bạn học được tại Singapore thì các bạn có thể làm việc tại bất cứ quốc gia châu Á nào với mức lương hấp dẫn, hoặc các bạn có thể về Việt Nam và dẫn đầu trong ngành của mình. Và nếu như có điều kiện thì các bạn có thể thành lập công ty riêng với bạn bè và còn nhiều sự lựa chọn khác trong khả năng của bạn. Và nếu như các bạn còn thắc mắc thêm thông tin chi tiết về các thủ tục hồ sơ nhập học thạc sĩ tại Singapore như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường, đại học và học viện uy tín tại đất nước Singapore qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879. Các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiyuong.edu.vn hay là www.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.